chào mọi người. Chào mọi người. Có ai còn thức không ta? Chào mọi người. Tự dưng cảm thấy lặng lẽ. Xin chào Trung Hảo. Xin chào Nguyễn Trung Tiến. Chào Nguyễn Hoàng Khang. Chào buổi tối Tuyết Văn. Mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi? Lâu lắm rồi Long mới live lại nói chuyện với mọi người á. 2 tuần rồi. À. Chào mọi người. Chào Việt Đức. À, chào mọi người. Trong mùa Corona thì Corona ngồi livestream được lắm Việt Đức ơi. Hình như em trong phân sợ một mình. Chào anh Thái Bảo. Em giận. Em giận hết sức. Chào Khánh Linh. Chào anh Vũ Mạnh Cường, giọng Đà Nẵng dễ sương quá. Chào Hoài Thương. Đi sơ tuyển Hoa hậu Việt Nam mặc gì cũng được Loan ơi. À, đợi mọi người vào xong cái Loan chia sẻ một chút cái đó ha. Tại bên bây giờ thì cái cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nó đang gọi là nó đang khởi động rồi. À, Loan dùm son ba xe màu son gì ta? Đợi Loan xíu nè. Chào Loan. Chào anh Vũ Mạnh Cường. À, Loan dùng màu son 3 xe 220 hả? 220. Thực ra là Loan thường dùng mấy màu son mà nó đánh phun được môi. Sao anh không mau nói có tỏ tình. Yêu em là chân ấy. Chào Coco. Chào Nguyễn Lê Ánh Quỳnh. Chào Ý Nhung. Chào anh Nguyễn Thành. Chào Hồ Việt Kiều. Trời ơi. Cảm ơn Quang Anh. Ê, thật sự rất thích Hân và Quang Anh vô cùng. Không biết bao giờ mới có dịp gặp nhau ở đây trời. Ủa, anh Lê Quang Đạt nè. Chung chung chung, chào nè. Chào Huyền Trân. Sơ tuyển Hoa hậu Việt Nam, Lona có đi hem, cô có đi nè. Sơ tuyển Hoa hậu Việt Nam chắc Loan có. À, không biết. Nhưng mà Loan nghĩ là Loan sẽ cố gắng để đi tới xem ấy. Loan thích. Ờ, thiệt sự. Biết đâu mình gặp được người quen của mình à. Mai đi học rồi á. Mai đi học. Ủa? Số 3 trên số 3 tỉnh thành nói cho dời nghỉ hết tháng 3 mà. Nè, Loan cũng vậy nè.
Chà Hương Đoàn. Biết em yêu anh nhiều, nhưng anh chẳng được bao nhiêu. Vì biết trong lòng anh đang yêu ai khác cũng rất nhiều. Chào Nguyễn Thành. Khánh Ngô nói tiếng Quảng Đông xíu không. Xin chào tất cả mọi người. Đây chính là cô Long, cô Long Vlog. Không biết Long nói giọng Quảng Nam xong rồi có ai hiểu không cha? Cha em cũng biết đã muộn màng, thì thôi đành giữ lấy những tâm tư trong lòng giấu kín. Chào Nguyễn Đức An Sơn. Chào chị Thảo. Chào anh Phan Văn Tấn. Ý chào chị Đặng Thư, em nhớ mà. Chào anh Khánh Seven. Nghe nói mẹ, nghe mẹ Loan nói về quê nói lên nhà chơi. À, Huỳnh Ngọc Phượng, ok, đợi đợt tới khoảng tầm ngày mười mấy tháng 3 ấy, Loan sẽ về quê lại. Xong Loan sẽ hút mọi người vô nhà chơi. Yeah. Hi Phan Minh Hoàng. Ngọc Điệp. Em nhanh lắm luôn. À, chào Ái Xuân nè. Loan gọi tên em trong đêm đi. Chào Huỳnh Thị Mỹ Hạnh. Chào Phấn Chelsea. Cảm ơn Đoàn Hoàng Huy. Hello Cara Flong. Đỗ Việt Anh đừng làm anh mất ngủ. Loan nghĩ sơ tuyển Hoa hậu Việt Nam chắc cũng ở chắc là cũng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi à. Ôi chị ơi, Bạc Liêu vẫn đi học chị ạ. À, sức đề kháng em còn mầm non lắm. Cố giữ sức khỏe nè. Loan đi ăn mà Loan cũng sợ nữa. Mọi người ơi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Trời ơi, corona lộng hành lắm rồi. Corona cũng sợ luôn. À, mọi người ơi, anh Bình Jack đang hát nè. Yeah. Click, clap, yeah. Hey, yêu màu trắng. Guess the chili. Nickname là Bình Jack. Chào Nguyễn Minh Quý. Mới xem live của chị Sa Thế Chế Loan dễ thương. Thật ra Loan rất là thích chị Sa. Loan nói thật luôn. Mà thật ra Loan đã có theo dõi chị Sa trước cái tình yêu hoàng mỹ đó rồi. Nhưng mà sau khi xem chị Sa với anh Trọng Hiếu, toàn hai người mình cảm thấy thích không ạ. Chuẩn bị có vỗ cho chị Sa. Yeah. Chào Huỳnh Ngọc Thùy Như. Chào Văn Hùng. Chưa thấy em khóc, chỉ thấy em cười. Trời ơi, Loan khóc là phải có chuyện gì rất là buồn thôi. Ok, em không tin này. Nhưng nó thật lực hút của em kỳ lạ. Ước gì gặp Lona ở sân tuyển Hòa Việt Nam. Con nghĩ là chắc Loan cũng sẽ mò tới thôi. Con thích mà. Em vừa thấy comment của chị bên livestream của chị hồi xa. Đúng rồi, Loan comment tới tận 3 cái luôn. Chị đang ở nhà nè, Đặng Hằng ơi.
số số phận về Emily chơi chị ơi, đừng làm chị nhớ nhà. Hello chị, hello mọi người, chào anh Đặng Vũ, núi dạng Quảng Nôm, lo sợ lo núi dạng Quảng Nôm sợ không có ai hiểu. Chào Trần Thị Hoài Nga, chị xinh quá, cảm ơn Nguyễn Thị Yến nè. Ok, WinZack á, nó chạy theo cái playlist mà Loan hay nghe bên YouTube. Rồi lát nó cũng tới bài, hầu như bài nào của anh WinZack Loan cũng nghe hết. Crazy about WinZack. Corona lây qua đường livestreamer đấy, thật là đáng sợ. Nhưng mà Loan là corona, bệnh dịch corona nó còn lây qua, còn hơn bệnh corona nữa. Coi chừng, take care. Luna mới về đi ăn về nè, Yến Nhung ơi. Chào Ti Long Ton. Hello, Danh Dí Dõm. Qua Hồng Đê hát bữa nữa không Long? Oh, wow. Lê Thùy Trang ghi mà nhỏ này quá trời. Em cảm ơn chị. Và chúng ta đang đến ca khúc Crazy của Bình Zach và Andre. Chị Loan dễ thương quá, hey hey. Loan cảm ơn. Phan Tiến Quảng Nôm đi chị. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kiều Loan. Mọi người có thể gọi Loan là Corona trong thời đại dịch này. Được thôi. Chào Ngân Nguyễn. I'm crazy about you, I'm crazy about you, crazy about you, crazy about you. Chào Jizu Hanako. Hey. Chào Kim Quyên Huỳnh. Chào, em chào chị Giáng Nhỏ. À, em chào Giáng Nhỏ. Chào Công Danh. Ước gì được đi uống tạch tươi với Luna. Từ từ thôi, từ từ sẽ được. Mà dạo này mọi người hay rủ là uống trà sữa lắm nha. Lỡ mập lên xấu rồi sao? Con trẻ quên anh em thiếu xịt. Xinh quá nha. Dạ em cảm ơn Cao Minh. Đà Nẵng nhớ cô Loan quá. Cô Loan cũng nhớ Đà Nẵng nữa. Crazy about you, 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 crazy, 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 yeah. Dạ bị tạ, cảm ơn Reman. Gọi tên anh đi đâu rồi. Em chào anh Cao Minh. Chào anh Cao Minh. Đừng công thân thể em làm anh thở không kịp. Phương Anh, em comment lần thứ tư. So sorry, là không có check được hết những cái comment. Chào Nguyễn Hoàng Thanh Phong. Chào Cao Minh, Cao Minh, Cao Minh ơi, anh ơi, em đang gọi tên anh nè. Chào Minh Anh. Chị chia sẻ kinh nghiệm đi theo học. Thật ra Loan không có kinh nghiệm gì, bởi vì lúc mà Loan đi sơ tuyển là Loan đúng là chỉ mang thân xác mình có gì là mang tới thôi à. Mang tới sự ngây thơ. Và những cái ngây thơ đó nó giống như tờ giấy trắng ấy. Trong quá trình mà mình tham gia hoa hậu xong, mọi người chỉ dẫn mình nhiều. Xong thì tờ giấy trắng thì nó dễ viết lên nhiều thứ. Và đương nhiên là sẽ viết lên những cái mà mình có chọn lọc ấy. Loan chỉ chọn những cái mà Loan cảm thấy hợp và Loan có thể tiếp thu. Nó giống như cái tính của mình thôi. Luna hãy cười ba điệu khác nhau. Cười, cười từ từ nha. Một nè. Đùa thôi. Xấu quá. Xấu mà
Quan Nạm là ăn với anh gấp. Người ta sắp tẩy chay đi ngủ, hơi buồn kìa. Anh Lưu Bích Khánh, đợi em. Em sẽ qua Nạm là nhanh thôi anh ơi. Mấy ngày nay em đang rất thèm đồ Thái. Swear, đợi em. Yeah. Trễ rồi, ngủ sớm chị ơi, kẻo nổi mụn lại mất sinh. Thank you Lê Loan. Tài phạm. Hey. Em ơi đừng khổ anh. Em ơi đừng thả tay. Em không được tỉnh khi anh đang say. Chào Chí Nhân, Uyên Phan. Chào chị, nãy giờ chưa gọi tên em. Oh so sorry. Chào Uyên Phan. Ước gì lâu nào đại diện Việt Nam thi một cuộc thi sắc đẹp nào nữa ở quốc tế. Oh my god. Lo cảm ơn mọi người đã gọi, giống như là tin tưởng Loan và muốn Loan có một vị trí mới nữa ở trong trong một cuộc thi nhan sắc nữa. Mà Loan nghĩ là Loan sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Follow em từ năm học lớp 12 qua mấy bài cover. À, em cảm ơn anh Phan Quang Khải. Tối rồi mà còn mét à? Đặng Minh Hiền, anh thôi đi, em mới vừa đi ăn về thôi anh. Không, à không, cho em trả lời lại nha. Em mát là để cho anh xem đó. Hello anh Dũng Lê, thấy comment em không chị ơi? Thấy nè Bình Lê ơi. Chồ chị Luna, chồ Văn Nguyễn. Xin cá A, em cảm ơn Trần Hạo Nam. Chị gọi tên em đi. Yêu Nguyễn Khánh Huyền. Love em. Yeah, love anh Lưu Quý Khánh. Bữa nay hôm qua em gọi thêm anh kia nữa nha. Nha. Ok, của Bình Z á. Ồ, từ từ nó sẽ tới à. Giờ nghe trước lay set của Bing Jack nè. Lưu Quý Khánh xinh đẹp nữa chứ. Tối rồi đừng làm em cảm thấy lần. Chị hát một bài không? Tối rồi chị không hát, chị chỉ enjoy anh Bing Jack hát thôi. Anh nghe người ta nói anh đã vô showbiz. VTV 3 chiếu gì anh còn chưa biết. Lưu live nha chị Loan. Yến Ngân ok. Thực ra Loan có một cái thói quen đó là Loan ít khi nào Loan save khi mà sau khi mà Loan live hết. Loan không biết tại sao. Chào Hoàng Thu Thủy. Chào Trần Hà Thiện Phước. Hame, tất cả anh nghe chỉ là cách anh rap cũng sự rực giống như là cách anh nói. Anh nghe nói đó là do có chiếc kích thích trong khuất. Có khi nhanh, có khi chậm nhưng nhấn vào nhịp vậy thôi. Nghe nói em đẹp tự nhiên không có sữa ha. Nghe nói cha Sài Gòn không có cửa ha. Nghe nói em chỉ fell in love with the bad boys. Nếu vậy anh xin rút lui vì anh còn tệ hơn thế nữa. Nghe nói con gái như em rất là khó gần. Nên những quan tâm bình thường em đâu có cần. Nghe nói hay đời em nhiều như là Andre. Damn girl, I love fan đấy. Trời ơi, cứ nghe mấy cái bài của anh VZ là Lâm bị lose control. À, anh Lâm nè. Yeah, em là công chúa của anh đây. Mọi người ơi, anh Lâm đang comment cái câu công chúa của tôi anh đó là người cho Loan được bộ váy trong tích tắc, trong phút chốc. Bộ váy xanh xinh xinh ngày hôm qua Loan hát đó. Cưng thật sự, lần đầu tiên Loan được làm công chúa mà công chúa rất vừa ý luôn. Hello Thảo Linh, Phương Di, Lona ơi, Lona nghe đây. Chào em xinh gái, chào em Viết Hoàng ạ.
Em cảm ơn Minh Khuê, em cảm ơn Tấn Phát Nguyễn. Cũng cùng Hoài San thôi chị. Trời ơi, Linh Thùy. Thực ra là cái gu của Loan hơi bị lạ. Kiểu như mà không, thực ra là Loan không có cùng vẻ gì. Nhìn vào thấy thích là tự nhiên thích. Với cả hơn nữa, chị Hoài Sa kiểu Loan thấy giống Loan ở nhiều thứ. Thì Loan thích lắm. Mà sẽ cổ vũ chị Hoài Sa. Mọi người hãy cổ vũ cho chị Hoài Sa nha mọi người. Lúc chị đang quăng em coi mà muốn rớt tim. Chị còn muốn rụng tim ra khỏi thân xác yếu đuối này nữa. Đừng nói là em. Hôm nay là sinh nhật em. Phương Thảo ơi, happy birthday em. Loan chúc Phương Thảo tuổi mới thật là thành công và nhiều sức khỏe. Chị yêu chưa ngủ chị yêu chưa ngủ. Day set, yeah, day set. Đúng rồi, Nguyễn Cánh Huyền. Hồi xưa em có đi diễn đàn cho em bước ra chung với chị Loan này. Chị nhớ rồi. Kết bạn với chị đi Loan ơi, ủng hộ em từ lúc tham gia thi hoa khôi đẹp. Dạ em cảm ơn chị, để lát nữa em sẽ tìm lại Facebook chị và add chị nha. Chào Minh Khuê. Chào Vạn Phúc, Ninh Dương, thích thật á. Nguyễn Thị Thủy Tiên, ngủ đi mày. Mọi người ơi, mọi người khoan ngủ đã mọi người. Đây là ngày đầu tháng, mọi người phải nói chuyện với Loan chứ. Tại sao mọi người lại đi ngủ sớm? Không chịu. Mở chân ái đi chị. Chân ái, hình như hồi nãy Loan mở đầu clip luôn. Hình như em yêu đuối cần một người. Sáng đôi tay nói có anh đây rồi. Dạ, yeah, chân ái đây nha. Hình như em yêu đuối cần một người. Nguyễn Hoàng An bảo Luna đã lòng nghe đi nè. Ok, từ. Dễ hả? Cà phê kế bên công ty không? Ủa giờ anh còn thức luôn á hả anh Hiền? Anh mà ok là em đi luôn á. Chị ơi gọi tên em đi. Chào Lê Thị Mỹ Duyên. Chào Phạm Thị Yến Nhi. Tự dưng buồn thế, tự dưng lặng lẽ, tự dưng nhỏ bé, tự dưng cần có ai vỗ về. Thích nghe nhỉ? Loan thích nghe nhạc của tất cả mọi người. Đây, thấy rồi đây. Đây, Nguyễn Hoàng Thanh Phong ơi, thấy rồi, hello chị yêu. Hello Lê Quang Hưng. Xa xa chào chị. Thôi nha. Chị ăn gì mà càng ngày càng xinh? Chị ăn gì ta? Chị ăn muối. Hình như em yêu đuối cần một người. Sáng đôi tay nói có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình. Sao anh không mau nói câu tỏ tình. Nhớ Lana ghê lắm rồi không gặp. Ủa, không biết có ai đi thi gì nữa không để mình gặp ha. Em chờ nhân này. Em thích chị Luna nói tiếng Anh lắm luôn ấy, nghe đã lắm. Rồi cảm ơn nhiều lắm luôn. Em đẹp nhất khi em hát, hát đi em ơi. Nói câu nghe buồn ghê. Vậy là không hát là không xinh hả? Đố chị trứng rắn cần gì? Trứng rắn cần muối. Giờ sống gì cũng phải cần muối, không sẽ nhạt nhẽo vô cùng.
Loan ơi, chị xinh quá ép em với. Ồ, lát nữa Loan sẽ kiếm cái vài cái Facebook đã các bạn để Loan ép lại nè. Ô trời ơi mọi người, mai mọi người đi học rồi. Oh, mới thấy hát khi tối trên TV. Dạ, sức khỏe nguyên dạ. Loan hát đi Loan ơi. Trời, chị Si. Trời ơi, à quên, chị Si ở bên đó là giờ là bao nhiêu giờ ta? Là buổi sáng á. Ôi, em mà em hát là buổi sáng của chị sẽ ngập tràn trong muối. Chào Trung Kiên, Loan thấy Trung Kiên rồi. Em say chị mất rồi. Trời ơi. Trời ơi, đố chị xe sủi tan trong gì? Xe sủi tan trong dung dịch. Chắc lỏng. Cha Viết Hoàng. Ăn muối thấy chị mặn mà ghê. Chị ơi, em thích chị lắm mà cùng tên với em kìa. Những người tên Loan hay vậy đó. Hay xinh, hay kỳ kỳ sao. Đây mọi người ơi, đã thấy ok của anh Binh Jack rồi. Làm ca sĩ comeback vài bài hit đi chị ơi. Loan nghĩ là Loan sẽ có một vài cái ý định vậy. Loan sẽ cố gắng trong năm này nha. Mọi người sẽ cổ vũ Loan chứ. Mọi người, trong năm này Loan sẽ có một vài dự định về âm nhạc. Mọi người có cổ vũ Loan không mọi người? Ok rồi nè. Mọi người ok, anh Binh Jack còn ok. Mà mọi người không ok là Loan buồn lắm luôn á. Hôm qua em hứa hẹn trong đường, hôm nay khi thôi say em nói em đùa. Hôm qua em vẫn rất dễ thương, hôm nay câu chia tay em nói ngang ngược đi. Ok. You alright, yeah. Hôm qua là nắng gấp, hôm nay là mưa rông. Không phải là thời tiết, biết nó và ai không. Dạ, quên nhau dễ. Đi về thành xa lạ, không phải đến từng ngày. Ôi, thương nhau ghê. Sinh nhật năm nay đáng nhớ nha. Sinh nhật năm nay của Loan rất là đáng nhớ mà. Chị hát đi, chị yêu ghê. Trời ơi. Yêu chị Loan, yêu Nguyễn Thị Thu Hằng nè. Chị có tự hào khi đại diện Việt Nam thi quốc tế không? Khi chị dạ. Hồi Loan thi Loan không biết sao nhưng mà Loan cảm dù là đứng ở ngoài cái backstage thì Loan rất là run, nhưng mà khi lên sân khấu á, trời ơi Loan hăng dữ lắm luôn á. Thật sự. Road to Miss Universe Việt Nam 2023. Oh wow. Mọi người có nghĩ là Loan sẽ tham gia Miss Universe Việt Nam 2023 không? Hát đi he. Ô, chị thấy em là Tuyết Băng ơi. Chào Thái Bảo. Chị ơi, em yêu chị lắm. Love you so much. Nguyễn Linh. Chào. Loan chúc mọi người ngày mai là một ngày đi học đầu tiên. Mọi người sẽ học thật là tốt và cái việc học này nó sẽ không bị trì hoãn nữa. Thực sự sợ lắm rồi. Cô Vũ Muôn Năm. Cảm ơn cô. Vậy bao giờ chị đi học đăng ký hay chị chuyển hướng rồi? Ủa bây giờ chị vẫn học đại học mà. Yeah. Chết rồi, hát hay như thế đốn tim em rồi Loan ơi. Thôi. Chị đốn là chị đốn cả người, chứ mà đốn tim thôi là không được. Ca sĩ Luna tương lai. Chào Phạm Bông, chị thấy em rồi nè. Hello mọi người. Ý, chào Trần Vũ Lĩnh.
chị ơi, chị với chị Khánh Vân đã gặp nhau nói chuyện nhau chưa ạ? Thấy hai chị yêu thương nhau trên Facebook quá nè. Loan cũng thích chị Khánh Vân lắm, và hai chị em gặp nhau lần đầu tiên là ở cái We Choice Award của kênh 14, có gặp nhau và nói chuyện với nhau rồi. Muốn gặp chị một lần luôn đó. Trời, em hãy tới đây, chị luôn ngồi đây chờ em. Chào Thái Sơn, chào Lê Loan, chào Ngọc Sơn, chào Lê Hiếu. Miss up à? Hoa hậu siêu quốc gia chào đón chị. Ok. Chào Duy Linh. Loan này tôi thích bài hát lắm. Loan cảm ơn Huỳnh Thiện Tính. Hát tiếp đi em. Thôi là Loan em feel thôi à. Hiện tại thì Loan đang ở trong Sài Gòn nha mọi người. Nếu mà mọi người muốn gặp Loan, muốn gặp Loan nhiều đến như vậy, mọi người hãy vào Sài Gòn đi. Dù anh đang ở đây, đang ở đây. Nãy thấy Loan trong live của Hoài Sa nói chuyện dễ thương ghê. Loan hay vậy đó. Nói trên Facebook hay là nói chuyện ngoài đời cũng vậy ạ. Chào Duy Linh. Chào Loan Minh. Người đẹp hát hay ai chịu nổi chị. Vì không ai chịu nổi cho nên Loan mới bị đẩy ra ngoài đó. Mọi người hãy chịu nổi Loan đi. Hãy tập làm quen không nổi cũng phải nổi nha mọi người. Chào Duy Linh. Chào Phong Phong nè. Chào anh Lê Nhật ạ. Chào Lê Thị Hoàng Diệu. Chào Lê Quốc Việt. Chị thấy mà hát cho người này thôi, mất công phải chờ thôi, không hát đâu. Chị hay live giao tiếp cho vui đi chị. Hay mà mọi người thích Loan live nói chuyện vậy không vậy? Tại Loan thấy cái live này Loan bị ức chế, kiểu như Loan nói xong rồi check comment mọi người không đủ nè, không có được nói chuyện trực tiếp với mọi người, cái Loan cảm thấy bị ức chế. Loan nói chuyện trực tiếp với mọi người cơ. Sinh nhật vui vẻ nha chị Loan, sorry chị em chúc muộn. Không sao, mỗi ngày của chị đều là ngày sinh nhật của chị. Trời ơi, chị mới 18 tuổi thôi, 16 tuổi. Ôi, em mới 16 tuổi thôi. Chào Quyên Quyên. Úc biết Loan xinh quá, mong cuộc thi quốc tế khác nữa. Em cảm ơn mọi người. Hello Kim Uyên. Đây là một bài phát của anh Biên Z, đó là So Far. Thật quá đi. Bạn em thấy tôi đó anh bước bên này. Hey. Cả hai được say mà tôi sẽ quay trên bài Gucci. 8 năm nữa em đi thi Miss International Queen. Chị biết không? Ủng hộ hết. Em muốn mình là một cô gái như Loan lắm á, từ cách nói chuyện đến giọng á. Oh really? Loan cứ sợ mọi người cảm thấy cái giọng của Loan nó là sao. Tại khi Loan có một cái đặc điểm là khi Loan hát và khi Loan nói là hai cái giọng hoàn toàn khác nhau. Loan cũng không hiểu luôn. Bạn này đẹp thật. Em cảm ơn Lulu ba. Trứng rán cần mỡ. Trời ơi, mỡ gì thời này, ăn vào béo. Béo lăn đi luôn giờ. Trứng rán cần muối. Crying over you bản live với Tulliver. Chà, giọng có giọng chị hay mà. Dễ thương xỉu xỉu luôn á chàng. Em cảm ơn khách thuần. Trong chơi đi như cơn gió, trong mong chi nơi đó. Chung kết Miss
International Queen, chị có đi cổ vũ cho họ sao? Chị có đi cổ vũ nhưng mà không thể đi ra nước ngoài, cho nên chị sẽ đi mở laptop và hoặc là mở livestream để cổ vũ cho chị Hoài Sa. Yên tâm, Loan là cổ vũ là may mắn. Loan nói rồi, Loan sẽ đóng thùng gửi best wishy, gửi năng lượng những điều tốt đẹp nhất, sự may mắn. Loan đóng thùng lại và Loan gửi cho chị Hoài Sa mà. Vậy cũng được ha. Chị gặp Hoài Sa ở ngoài chưa? Sao thấy thân quá vậy? Không có, vì là Loan thích thôi. Ừ, Loan thích chị Sa lắm luôn. Loan có nói chuyện với anh quản lý của chị Hoài Sa. Cái xong livestream đó Loan comment luôn, xong chị Hoài Sa lại rap. Vui chết đi được. Chị thấy chị Hoài Sa sao ạ? Trời ơi, chị Hoài Sa perfect. Thực ra nếu mà nói một chút về cái mà chuyển giới á, Loan không có tin đâu. Chị Hoài Sa thực sự rất có một cái nét đẹp gì đó, Loan cảm thấy nó rất là thu hút, kiểu càng nhìn vào càng thấy đẹp ấy. Loan thích vậy. Loan thích cả cái gọi là tài năng, cả cái cách nói chuyện của sẽ có sự gì đó nó điềm đạm và Loan thích cái đó lắm luôn. Tố Uyên, love you so much. May được gặp thầy cô bạn bè sau khi dễ dàng hạn thôi, đúng rồi. Chúc mọi người ngày mai sẽ đi học thật là vui vẻ. Thi Miss Việt Nam đi chị. Trời ơi, có muốn thi nữa cũng phải sau 2 năm nhiệm kỳ chứ. Trứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ đi Loan. Thôi ngượng lắm luôn. Chào Thanh Nga HB, thấy em rồi mà. Chào chị Nguyễn Thu. Yo, Nguyễn Lê Hoàng Thu gì? Nguyễn Lê gì Thu? Hoàng Thu á. Yo. Ước gì là người yêu Loan. Làm ngay và luôn. Mọi người, quá buồn mọi người. Tố Uyên, love you. Love B209. Love B209 luôn. Hôm nay livestream em không biết chập gì luôn. Thôi, đừng gây nghiệp cho chị nữa phùng phùng. Chị live hay và vui lắm á chị. Chị nên live nhiều hơn nha. Nếu chị không phiền thì làm crush em nhé. Trời đất ơi, mọi người làm sao vậy? Mọi người làm sao vậy? Sao lại nói Loan làm crush? Không được, làm người yêu luôn đi. Em đẹp, cười cute quá. Loan ơi, sao hồi thi Miss Grand Loan không khóc để được vào top 5? What? Thôi, mọi người thấy ngoài cái sinh nhật vừa rồi Loan được mọi người trên chương trình cho xem một cặp tổ chức thì Loan mới khóc thôi chứ còn... No, I can't. Cốc ai gọi đó. Catwalk của Loan skill thượng thừa nên Loan thi thêm Miss Universe Việt Nam nữa nhé Loan ơi. Ơi! Loan nghe rồi, Loan sẽ có những cái suy nghĩ thêm. Miss Charm nữa đó chị. À, yeah, đúng rồi, chị Nga. Đúng rồi, yeah, cứ Việt Nam đi thì là cổ vũ thôi. Hồi nãy chị comment bên live của chị Sa cười xỉu. Mọi người ơi, cái tính Loan nó hay vậy. Mọi người có thấy đôi khi Loan có bị tưng quá so với một hình ảnh nàng hỏi thì mọi người thông cảm nha. Vì em cũng chỉ đến rồi xa, vậy thì cần gì nên và hoa khi chính em là một món quà. Chị gặp chị Hương Giang. Chị cũng gặp chị Hương Giang trong cái We Try the World.
của K14 luôn rồi. Chị Hương Giang ngồi trước mặt chị luôn. Trời ơi, kiểu như Loan có một cái tính đó là ở ngoài thì Loan nói rất nhiều và cuồng rất nhiều về idol của mình, nhưng mà khi tới lúc gặp, một là gặp idol, hai là gặp crush, là Akun đứng hình nguyên một buổi đó luôn, không nói không làm gì được hết. Kiểu như chuyện may mắn. Thôi, không, chị không có chuyện may mắn. Em thề luôn thích giọng hát của Loan dã man. Em không tả được nó, kiểu nó rất mạnh mẽ nhưng lại rất khỏe. Ui mê lắm. Chị ăn gì mà nhìn chị em muốn xỉu. Trời ơi, chị đâu có cái ăn thuốc mê hay là cái gì đâu mà em nhìn em nhìn muốn xỉu, làm như chị có bùa chú ấy. Chị thấy hoa hậu Phùng Phùng sao? Cũng được. Hoa hậu Phùng Phùng cũng được. Cũng có tâm cắt clip ra cho mình nè, cũng được. Chị ơi, chị thi Miss Earth. Miss Earth á, Long cũng thích. Long cũng thích Miss Earth. Chị Phương Khánh cũng là một hình tượng Long rất là thích đó. Được Long đọc comment rồi xíu. Đừng xỉu. Hãy comment thêm, Loan sẽ đọc comment của mọi người. Xỉu một lần rồi không coi được, đợi tới lần cuối cùng. Hoặc là xỉu lên rồi xỉu xuống, xong tỉnh xong cái xỉu lại rồi. Kiểu đó hơi mệt ý. Ừ, đầu tháng mình xỉu nhiều quá mệt ý. Hello Ngô Nam Vĩ. Chào Đặng Công Duy. Luna là ai? Luna là mình nè gà cha ơi. Chị nói chuyện dễ thương lắm. Hi. Trời ơi, Loan đáng yêu quá trời vậy. Chị đọc tiếng Anh nghe nào. Chị đọc tiếng Anh nghe nào. Đó, style tiếng Anh nha. Hello Thảo Trăng vợ ơi. Thái Bình Mai vẫn nghĩ chị ạ, à, nhớ trường quá. Nhớ trường như nhớ người yêu. Mà Loan chưa có người yêu. Mọi người hiểu rồi đó. Đùa thôi chứ nghĩ nhiều quá rồi. Mọi người đi học lại đi mọi người. Đợi xíu. Hết nhiệm kỳ chị có đi theo, chị có thi thêm cuộc hoa hậu nào khác không ạ? Trời ơi, mọi người có tổ chức hoa hậu cho Loan thi không? Dạ. Miss Muối. Bánh tráng cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần chị lên nát cơ. Em xem live mà cười từ đầu tới cuối, hài hước quá chị ơi. Không hiểu luôn á. Không biết chị là thi á hậu xong rồi, tính nên thi thêm thách thức danh hài không nè. Chung kết Miss International Queen, chị có qua Thái của buổi gì sao? No, chị không thể đi ra nước ngoài được. Cho nên chị sẽ đi, nhưng mà đi mở livestream để cổ vũ cho chị Sa. Mọi người yên tâm nha. Nha. Chị nói chuyện nghe dễ thương xỉu, tràn đầy năng lượng vui tươi và tích cực luôn. Chị đọc lại rap và chờ người nào ấy đi, em thuộc hết luôn rồi. Thôi, tối rồi mà chờ mà. Đừng có chờ, ngủ đi. Ngủ đi nha Phùng Phùng. Dỗi giờ. Yêu Loan quá. Đó giờ hoa hậu chỉ có Loan là người duy nhất mình coi livestream và theo dõi đặc biệt. Cảm ơn Nguyễn Chí Bảo. Tới đây mọi người nói những cái câu làm Loan cảm thấy đau đầu. Chết rồi, đau đầu cơ. Có phải triệu chứng của sung sướng là mọi người. Loan ơi hát mọi người nghe đi chị. Thôi không hát đâu, ngại lắm. Ủa tôi kêu sao không nói gì hết. Thái bảo em nói rồi em giận đó. Chị Loan ở ngoài dễ thương thân thiện lắm. Em gặp chị ở Đà Lạt nè. Dạ. Vậy bao giờ chị xuống Đà Lạt lại xong chị liên hệ gặp tiếp nha. Nha. Chào An Bi, chị thấy em nè. Từng mới vui. Chập Loan đi mọi người ơi.
phùng phùng này thật luôn ý, không biết nói sao luôn ý. Chị biết không, em đang vừa rửa bát vừa coi live, đây là lần thứ hai em làm như vậy và bị mẹ mắng. Con xin lỗi cô, mẹ của bạn mình đánh, so sorry cô. Nhưng mà mẹ chửi yêu đó, đừng lo. Muốn giỏi tiếng Anh như chị thì phải làm sao? Loan chưa từng nhận Loan giỏi tiếng Anh luôn. Thật sự Lona ơi, chị hô Hà Kiều Loan Nguyễn Việt Nam đi chị ơi. Nguyệt Phạm, hello Nguyệt Phạm. Chị nghe chị nói tiếng Anh hay lắm luôn á. Love you. Loan nghĩ sao về Khánh Vân Miss Universe Việt Nam 2019 nhỉ? Chị Vân dễ thương, thật sự rất dễ thương. Loan, thật ra là Loan thấy chị Khánh Vân so với những Miss Universe từ trước á, là nó ra khỏi một cái motif của một Miss Universe. Thường là Miss Universe thì Loan cảm thấy kiểu là kiểu khỏe khoắn da ngâm. Đúng rồi, kiểu sao? Mà chị Vân ấy có một cái gì đó nó khác nhưng mà nó lại rất là đặc biệt, thu hút. Loan thì đó, những cái mà đó cũng là lý do mà Loan thích chị Khánh Vân. Chị Khánh Vân cố lên. Giống như kiểu là cùng làm những nàng hậu với nhau ấy. Loan hay quan tâm đến những chị đó và luôn cổ vũ các chị. Thương ghê. Vì ta chưa hề đậm sâu. Mọi người ơi, chúng ta phải nghe một bài mà Loan không thể bỏ qua. Mascara. Mọi người ơi, mọi người đang nghe Mascara chưa mọi người? Thích lắm, Loan bị cuồng bài này rồi. Em biết đây là đêm cuối, thân nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng cửa dại. Anh Trần Duy Khang đang coi livestream nè. Em ngất mất. Em vừa mở mascara luôn. Hôm đó đi We Choice Award, chị Hương Giang diện bộ. Loan cảm thấy khá là trùng hợp. Mọi người có biết là cái bữa hôm mà Loan đi We Choice Award của K14, chị Hương Giang mặc váy màu vàng và bộ đó là cái bộ mà Loan đi ra mắt thí sinh của Miss Grand International. Trời ơi, kiểu oh my god, không có tin được luôn. Ngưỡng mộ giọng hát của Loan quá đi, Kim Tuyền. Chị ơi, thi Miss Nani đi. Yes, Loan sẽ thi Miss Nani. Nani. Thực ra Nani là một fandom, fan club và một family của Loan, là những người yêu mến Loan. Nani. Loan muốn mọi người khi mà nhìn vào Loan cũng như là những người mà yêu mến Loan ấy, người ta sẽ ngạc nhiên và hỏi là really? Kiểu vậy. Chào Ngô Nam Vĩ. Chào nè hát quý. Trời ơi, mọi người muốn nghe Loan hát chip thrill quá ha. Có dịp Loan sẽ hát lại cho mọi người nè. Chị và chị Phương Khánh như hai chị em sinh đôi. Lúc mà chị đăng quang nữa là người thứ hai có ngôi vị cao nhất trong music. Thank you. Chị Loan đi catwalk đi chị. Trời ơi, khuya rồi em ơi. Chị bây giờ năng lượng của chị chỉ đủ ngồi một chỗ và enjoy âm nhạc và nói chuyện với mọi người thôi. Mong chị Loan đi thi Miss Charm. Ôi, năm nay chị Quỳnh Nga đi thi rồi. Con sẽ cổ vũ chị Quỳnh Nga hết sức. Bữa coi chị xin một cặp chị như công chúa trong chuyện cổ tích. Đó là lần đầu tiên mà Loan được make up theo cái style đó đó. Mọi người có thấy không vậy? Trời ơi, Loan thích lắm, vô cùng. Loan thích vô cùng, thích lắm, luôn lận. Thích vô cùng cực. Thật sự. Chị thấy Miss Tạo không nha. Chào em đẹp gái, chào chị Yến Nguyễn. Kiểu này mai mốt là được mời tham gia game show rồi. Loan rất là thích tham gia những game show nha, vô cùng thích luôn.
kiểu nó rất là kiểu fresh sao ấy. Vui 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 vui. Ừ, mấy cái game show mà nó vui vui xíu là Loan thích lắm luôn. Chị thi Thách Thức Danh Hài đi ạ. Really? Trời đất ơi, đi thi Thách Thức Danh Hài chị cũng thích nữa luôn. Chị học nhạc viện âm nhạc hả chị? Hello Lê Linh. Khúc đau đầu chị giống màu thủy nhập. Hi hi, chị trẻ và giỏi quá, em thích chị lắm. Chị cũng thích em vì em thích chị. Chị ơi, có thể nào up link kêu gọi mọi người cho... Được. Lát nữa chị sẽ ấy mà, chị sẽ up mà. Kiều Loan còn nhớ anh Vinh không? Ủa? Anh hỏi vậy ý là sao? Ô, đau lòng quá. Anh ơi, em đau chỗ này nè. Trần Đức, em Luna dễ thương quá. Yeah, em cảm ơn anh. Hà Nhân Seo, Tăng Phúc Hậu. Nhất Thanh, Loan còn nhớ Thanh không nhỉ? À, mọi người lại đâu chỗ này nữa rồi. Tại sao những người cũ, người tình cũ của mình bây giờ quay lại livestream và hỏi còn nhớ người ta không? À, đau quá, nhưng mà em không nhớ ai cả. Thôi, đùa thôi, làm gì cái vụ đó. Hai anh Tiến Vũ, em chào Nguyễn Lan Anh. Thảo Linh Y, cảm ơn Thảo Linh. Em tức ghê, chẳng biết chị giống em mà nói chuyện dễ thương quá. À mọi người, Loan nói cho mọi người nghe nè. Có dạo gần đây nó có một cái account, không biết là ở bên TikTok hay là gì, nó đi comment vô cùng nhiều. Sau đó nó comment kiểu đi gây chiến ý. Ôi, Loan thề Loan không có biết chơi TikTok, Loan còn không có tải TikTok về điện thoại của Loan nữa. Trời ơi, vô cùng cực. Mọi người ơi, đừng tin cái đó. Loan chỉ có những cái account là Facebook, Instagram, Zalo, hết rồi. Ừ, Loan chỉ có chừng đó thôi. Xong tự nhiên với lại mấy cái account trong game thôi. Mà bây giờ không có cái account nào mà Loan để cái avatar là cái lúc mà Loan chụp với trà vậy cả. Trời ơi, xong mọi người chụp ảnh lại gửi cho Loan, hỏi là Loan đang nói gì vậy, muốn gây chiến hả? No, Loan không hề, vì Loan không thích người khác nhiều chuyện về việc cá nhân của mình. Cho nên Loan không bao giờ nói những cái vụ đó. Với cả hơn nữa là trong cái team sắc đẹp ở chung với nhau, Loan chỉ có support, chứ Loan chưa bao giờ Loan chê người khác. Loan không hiểu luôn. Mọi người có gặp được cái account đó, mọi người hãy report giúp Loan nha. Trời ơi, mọi người muốn Loan cover bài gì ấy? Chào Quỳnh Kiều Thị, gọi em Dương Quốc Mẫn. Panda, I love you, I miss you so much. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh. Dạ, còn đây Long bị crazy about chilies. Trời ơi, mọi người sao cứ yêu cầu Long hát trứng cần, trứng rán cần mỡ. Ôi, sao Loan không diễn runway dạ? Ừ, Loan cũng thích diễn runway nhưng mà chắc là chưa có cơ hội hoặc là chưa có duyên gì đó thôi. Chứ kiểu như lâu lắm rồi Loan chưa đi catwalk, Loan cũng nhớ catwalk lắm luôn á. Em mê trip thrill của chị ngày đó quá. Loan cảm ơn. Chị mở bài chỉ hai ta biết thôi đi chị yêu. Dạ, sau này Loan sẽ mở nha. Chị có đến tham gia dự án phim nào không? Ừ, Loan cũng rất thích đóng phim. Mọi người ơi, Loan có một cái kỳ đó là Loan kiểu như những gì mà Loan chưa thử, hoặc là những gì mọi người nghĩ Loan không thể, hoặc là những cái gì đó quá khó over so với Loan ấy, Loan càng muốn làm và làm phải cho được. Ừ, thực sự như vậy luôn á. Cái tính Loan nó hơi kiểu dễ mà không hiểu luôn. Chị Hoàng Hạnh coi kìa. À, Loan cũng mới thấy. Em chào chị Hoàng Hạnh. Anh Ngô Kiến Huy đẹp trai Loan nhỉ?
anh Ngô Kiến Huy kiểu vui nữa. Cái type người của Loan là người rất vui rồi, cho nên là những người vui vui rất là dễ gây ấn tượng với Loan. Mà Loan cũng theo dõi anh Ngô Kiến Huy từ trước khi Loan trở thành á hậu mà. Nay thấy Loan có nốt ruồi nhìn rất giống chị Cẩm Ly nhưng lại rất Hồ Ngọc Hà. What? Vậy giờ Loan giống ai, giống chị Cẩm Ngọc Hà hay là chị Hồ Ly? Oh what? Hồ Ly? No, sorry. Chị... So sorry. Ơ, vậy là Loan giống ai? Sao mọi người lại hỏi anh Ngô Kiến Huy trong livestream của Loan vậy? Loan nói là Loan hâm mộ anh Ngô Kiến Huy mà. Yêu Loan ghê ý. Chị Loan có làm răng không ạ? Răng trắng quá. Ư, Loan có làm răng mà. Răng xinh của Jack Dentist nha mọi người. Chat Dentist cho Loan một nụ cười xinh ha. Chị sinh năm mấy? Ôi trời ơi, năm nay chị mới 16 tuổi thôi. Không, 16 tuổi thì chưa đủ tuổi thì Loan mới 18 tuổi thôi. Sao vậy mọi người, sao vậy? Mọi người không biết Loan 18 tuổi hả? Ok ha. Loan lấy crown về cho mọi người đi Loan. Ừ, Loan có crown của Nani tặng Loan rồi mà. Bả mà đi đâu cũng Hai Kiều Loan Nguyễn Miss Việt Nam. Mọi người có bị ám ảnh bởi cái Hai Kiều Loan Nguyễn Miss Grand Việt Nam. À, chị Hoàng Hạnh chào lắm rồi nè. Nãy em thấy comment của chị bên livestream của chị Sasa nè. Ừ. Chị có răng khẽ nè. Ừ, Loan có răng khẽ. Ơ, có chị Ngọc Châu đang coi nữa nè. À, em chào chị Ngọc Châu. Ơ, Loan sinh năm 2005. Ủa, hơi nhỏ ha. Lúc này thì chưa đi thi hoa hậu được. Còn thi 2K2. Ơ, Loan nghe nè, Phú Lê ơi. Ơi, Loan nghe nè, Mộc Vi ơi. Chào Nguyễn Thiện nè. Chào Mỹ Duyên. Chị đang gọi tên em nè. Mọi người thích nghe giọng Quảng Nôm lắm hả? Xin chào tất cả mọi người đã đến với livestream của cô Long Vlog. Khi ánh mặt trời mùa dần sâu tan cay. Loan thấy anh Trịnh Thân Bình thế nào? Trời ơi. À, chú Bình mới dễ thương nè. Chú Bình dễ thương, chú Bình làm nhạc giỏi. Loan ơi, mặt nào của Loan đẹp nhất nè? Loan không biết. Một góc mặt nè. Hai góc mặt Loan không biết. Lấy crown đội đi chị Loan. Thôi, Loan cất rồi. Hóng Tường Linh và Thùy Sang của Loan vô cùng. Đúng rồi, Thùy Sang và Tường Linh. Ủa vậy là Phùng Phùng có coi cái buổi phỏng vấn với K14 hả? Yêu quá dạ. Hello Nguyễn Hoàng Mỹ Dung. Chào Nguyễn Hồng Nhung. Mọi người, tại sao mọi người cứ bảo Loan ôi từ kiểu chúng lời nguyền hả? Idol ơi, em nghe nè Ngô Công ơi. Chào Tăng Quốc Xuân. Em chào Bùi Văn Hội ạ. Ai kế bên chị vậy? Một mình Loan nha. Mọi người đừng dụ, Loan không sợ ma đâu. Bây giờ tất cả mọi người đều sợ Corona.
sợ luôn corona. Mọi người hiểu không? Không có ma nào, không có chơi vụ kiểu đó nha. Tối rồi đó. Lo nghĩ sao về diễn viên anh Đức? anh Đức Loan chưa có cơ hội gặp, mà thấy vui quá chừng vui hà. Loan ơi, bà không tôi nữa hả hả. Loan gặp chị Ngân Anh chưa á? Chị Ngân Loan có gặp chị Ngân Anh rồi. Hồi cái buổi gặp đầu tiên là đi chung show với anh Nguyễn Minh Tuấn. Chị Ngân Anh number one. Ở mỗi người thật ra Loan sẽ học được mỗi đức tính khác nhau. Ai cũng là perfect hết. Trong mắt Loan ai cũng là perfect. Từ lúc biết chị thì thích chị cực kỳ luôn. Người đâu vừa xinh vừa giỏi. Hehehe. Chị nghĩ sao về Lan Khuê? Mọi người ơi, ở đây đây là livestream của cô Loan, chia sẻ về cuộc sống cô Loan. Sao mọi người lại hỏi những câu hỏi về những người khác? Đây đâu phải là show tìm hiểu về chuyên mục bạn bốn phương. Đùa thôi. Thật ra là những chị mà trước đây, trước khi mà Loan trở thành á hậu thì Loan đã theo dõi tất cả mọi người rồi. Loan nói rồi, ai cũng perfect trong mắt Loan hết, vì mỗi người Loan sẽ học được một cái đức tính khác nhau. Hát tàu anh qua nút nè, kỳ quá nha. Lê Văn Thiên Hưng thiệt sự. Ôi giờ không hát đâu. Giọng hát của Loan hút vô cùng. Loan cảm ơn, em cảm ơn anh Hoàng Hải. Em còn lưu clip chị hát Cheap Thrill. Còn á, trời đất ơi. Em mà nói là em coi hết tất cả clip của YouTube mà. Ý, thương quá nè. Làm sao để học tiếng Anh tốt? Loan thật ra cái tip duy nhất mà Loan học đó chính là Loan nghe tất cả những cái bài hát tiếng Anh, sau đó Loan bắt chước theo hoặc là coi phim tiếng Anh ấy, người ta nói cái câu gì đó là mình sẽ bắt chước cùng kèm theo cái biểu cảm của người ta ấy. Chào Phúc Đại Hỷ, em chào Phúc Đại Hỷ ạ. Chào Hà Yến Ly, chào Hà Minh, chào Thúy Hằng, chào Lê Công Tuấn Anh. Em bị trúng lời nguyền. Dạ em ngủ muộn tí. Yêu Phương Nguyễn, chị nói đấy anh Đức em cười xỉu hài dễ sợ. Quay vlog về căn nhà chị đang ở đi. Oh no. Chị ăn tối rồi nè. Chị muốn lấy chồng năm bao nhiêu tuổi ta? Có một cái điều kỳ lạ đó là Loan luôn mãi mãi tuổi 18 á mọi người. Mà 18 tuổi lấy chồng thì hơi sớm ha. Cho nên chắc cũng lâu lắm đó. Kiểu mãi mãi tuổi 18 thì không biết bây giờ mới lấy chồng ấy. Chị Luna ơi, em thích nghe chị hát nhiều nhiều. Ok, Loan sẽ từ này thì Loan sẽ chăm để mà cover nhiều bài hơn, up lên YouTube cho mọi người. Mọi người hãy nhớ follow kênh YouTube của Loan nha, nhớ nha. Cô Loan ơi, chị quên, chị Loan ơi, quý chị lắm, ad em nha. Phùng phùng kỳ cục vô cùng. Có bằng nha. Phùng phùng kỳ cục vô cùng. Chị có thích K-pop không ạ? Yep. K-pop thích BTS, Blackpink, King Jerry á. Sáng đôi tay nói có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình.
đâu nói có tỏ tình. Chào Nhật Đỗ. 18 tuổi tươi xanh hoài luôn. Thùy Sam và Tường Linh ở Hà Nội, không ở chung với chị hả? Tự dưng nhỏ bé, tự dưng cần có ai vỗ về. Chị ơi, chị dạy em học tiếng Anh đi, em sinh năm 2020. What? Bài Loan đang hát là bài Chân Ái của chị Orange và anh Khói, và anh Châu Đăng Khoái. Sáng đôi tay đã có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình. Sao anh không mau nói câu tỏ tình. Yêu em là chân ái. Đêm anh chẳng ngần ngại. Ôi mọi người ngủ chưa vậy? Mọi người ơi, mọi người ngủ chưa vậy? Hồi nãy nó có thấy cô nào phùng phùng. Chị nổi live ở sao? Chị nổi ở live chị sao quá mà. Ủa mọi người ngủ chưa? Hình như em yêu đuối cần một người. Giang đôi tay nói có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình. Sao anh không mau nói câu tỏ tình. Hát là tỉnh ngủ. Sao giọng hát của Loan có vẻ nó khá là mang tính chất mang tính chất ghê phá giấc ngủ vậy. À, có chị Tường Linh coi nè. À, em chào chị Tường Linh. Em chào anh Ngân Văn Hùng. Sợ một mình, sao anh không muốn nói câu tỏ tình.
hả? Luân nghe nè mọi người. Không không có, Luân mê coi MV cho nên là Luân mới chưa thấy được comment của mọi người thôi. Chuyện cười duyên quá đi mất. Chào tất cả mọi người. Thôi mọi người chắc là chuẩn bị đi ngủ rồi ha. Mọi người chắc đi ngủ rồi đúng không? Cảm ơn mọi người. Mọi người sắp đi ngủ rồi đúng không? Vậy thôi mọi người chuẩn bị đi ngủ ha. Là sẽ chắc là sẽ kết thúc live ngay sau đây thôi. Hay tụi bay nha. Giữ chữ bài chất mới nè. Thử xem sao nha. Vậy thôi, sau này Loan sẽ xuyên live hơn mọi người nha. Nhưng mà Loan sẽ live vừa cả bên Facebook lẫn ở bên Instagram nữa nha. Chị đã tóc em bay nhịp, tim anh tăng lên anh thấy không được rồi hệ. Không phải nói dài dòng, em là love song, anh chỉ muốn thuộc lời ạ. Click, clack. Yêu màu trắng. Guess it's chilly. Nhịp nhâm là biến dị. Mọi người ơi, mọi người đi ngủ đi nha. Khuya rồi. Nha. Lon tắt live đây. Nha. Yêu mọi người ngủ ngon nha. Loan sẽ ngủ ngon, cảm ơn Nhật Đỗ. Yêu Nhật Đỗ. Cảm ơn Minh Anh, cảm ơn Duy Thịnh. Cảm ơn Bùi Thanh Tuyền. Mãi yêu Phú Lê. Ngủ cũng gặp chị luôn. Trời, chị ám ảnh tới mức vậy hả? Bye bye Nhật Hạ. À vậy rồi hả? Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, thì những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời, vành trăng đợi em cùng bê vào giấc mơ. À ơi chúc bé ngủ ngon. Vậy đủ chưa? Đi ngủ nha. Ngủ nha. Loan chúc mọi người ngủ ngon nha. Loan tắt live ý. Loan sẽ xuyên livestream hơn với mọi người. Nhưng mà chắc Loan chỉ live được trong cái khung giờ này thôi. Nha. Bye bye. Bye nha. Tức ghê, nãy giờ nói một mình không ai lên tiếng luôn á. Nói hoài mà không ai lên tiếng luôn. Đùa chứ mà giờ ai lên tiếng xong là Loan sẽ xách giày Loan chạy. See you later. Good night. Good night, all my love. Bye bye. Bye bye. Nè cái câu bye bye và chúc ngủ ngon này là Loan nói tầm gần 5 phút, gần 10 phút rồi đó nha.